Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình lại sớm một chút. Có lẽ anh chị và các bạn trong nước thì đang có một giấc ngủ ngon. Thì ở hải ngoại thì bây giờ cũng là, nếu mà ai ở Mountain Time thì bây giờ là 2:30 chiều. Bắc Mỹ Mountain Time. Thì hôm nay là mình lại tiếp một cái đề tài mà về vấn đề mà xã hội dân sự. Các bạn nhìn thấy cái chữ Ngô này gì? Ngô nó viết tắt là đâu mất rồi. Nó viết tắt của chữ là phi chính phủ đó. Tiếng Việt mình dịch ra là phi chính phủ, nó gọi là non-profit. Nhưng nó chỉ mị dân và xảo trá thôi nha. Để tôi chứng minh các bạn thấy. Tiếng Anh nó gọi là non-profit government organization. Thì các bạn thấy ở đất Mỹ này không có bất cứ một cái phi chính phủ nào mà không có hàng chính phủ nó nhúng tay vào hay nó nằm phía sau nha anh chị các bạn. Nó chỉ mị dân, nó xảo trá. Và những cái mà phi chính phủ đó thường đó, thì nó có những cái tập đoàn ở phía sau đó, nó rửa tiền và nó đem cái đồng tiền của nó đi vào. Các bạn thấy không? Membership due là các bạn phải trả tiền membership. Thứ hai, private donation là những cái người donation này đó, nó đủ thứ thành phần hết. Như tôi nói, như tôi là dân làm ăn, tôi muốn lách thế thì tôi sẽ dùng cái private donation này để đặng mà tôi tìm cách tôi donation bất cứ cái gì mà tôi có, và tôi kêu nó mày giết cho tao một cái biên lai để tao khai thuế. Mà ở Việt Nam giống như đi mua cái hóa đơn gì, các bạn không? Sell of goods and service, cái này cũng là một hình thức, các bạn thấy không? Rent thì nó dùng những cái quỹ tài trợ này từ đâu ra đấy, các bạn thấy nó nằm ở trong chính phủ nha. Các sẽ từ từ tôi giải thích để anh chị em các bạn thấy cái hệ thống phi nó gọi là phi chính phủ. Nó nói phi chính phủ nhưng thật sự hàng chính phủ nó đứng phía sau, nó làm luật. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái xảo trá của nó đầu mất rồi. Cái financial của nó là ai? Các bạn thấy những cái tiền tài trợ của nó từ những cái tụi của chính phủ. Và các bạn thấy hồi nãy tôi nói là những cái mà membership nè, private donation nè, the sale of goods and service nè, rent nè, tất cả những cái thứ này là phải xin phép chính phủ. Cho nên các bạn nên nhớ rằng cái hệ thống gọi là xã hội dân sự của Mỹ nó chỉ là trá hình thôi. Cho nên lý do là tại sao tôi đưa ra Việt Nam có một cái mô hình xã hội dân sự rất là tốt. Chính phủ tạo cho cái người dân có được những cái mô hình dân sự ở trong nước hiện nay để người dân thể hiện cái sự tự do dân chủ trong cái khuôn khổ pháp luật mà đại đa số người dân đồng ý. Thì các bạn thấy thằng Mỹ này nó cũng đứng phía sau nha, mà nó điều hành chứ không phải là chỉ cần sai nó một chút thôi. Tôi nói như mấy cái thằng này nè, the private donation nè, the sale goods and service nè, rent nè, tụi nó được sở thuế cấp cho nó những cái giấy phép, được chính phủ cấp cho nó những giấy phép. Các bạn là nhớ vậy. Tại vì khi mà các bạn mà đồ nế tiền với những cái người mà làm ăn, nó muốn mà có những cái giấy tờ mà cái receipt, cái hóa đơn mà để khai thuế, khấu trừ thuế đó, thì mấy thằng này nó biên cho các bạn. Và ai cấp cho nó? Chính phủ cấp cho nó. Các bạn thấy không? Nó khủng khiếp lắm. Cho nên nhiều khi các bạn không có hiểu được cái vấn đề ở nước Mỹ và cái tụi mà xã hội dân sự ở hải ngoại nó xảo trá, nó bịp bợm. Cho nên khi tôi đưa ra vấn đề xã hội dân chủ ở trong nước và ở hải ngoại mà các bạn không có nắm vững, thì các bạn lại nghĩ là tôi lên trên mạng này tôi xuyên tạc. Thì tôi nghe thì cũng buồn, nhưng mà không sao, đối với tôi thì cũng quen rồi. Hồi nào giờ trên không gian mạng này mà tôi đấu tranh biết bao nhiêu năm nay thì tôi bị ngay cả anh em chù dập là chuyện bình thường thôi. Các bạn thấy nhiều khi mình khắc khe nhau quá, về từ ngay cả cái chữ của mình, chữ nhiều, chữ ít. Và nhiều khi tôi thấy một số anh em vậy, lên trên mạng này về vấn đề chính trị còn rất là yếu kém. Tôi xin lỗi phải nói như vậy.
Ngay cả nhiều khi các bạn đổ lỗi cho cả một, các bạn lên trên mạng này các bạn đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc cho đất nước, mà khi nhiều khi nói chuyện với tôi, các bạn đưa ra những cái lập luận rất là yếu kém, cho rằng một cái cơ chế chính trị nó giống như một cái công ty tổ chức, một cái giám đốc gì. No. Các bạn, một cái đất nước điều hành nó khác biệt với một công ty giám đốc tổ chức, hoàn toàn khác. Chàng ơi, cái đó rất là lệch lạc, vô cùng lệch lạc. Cái đó hết sức là cẩn thận. Tôi chỉ cố gắng giúp làm sao các bạn hiểu được một cái sự chín chắn hơn trong vấn đề chính trị thôi. Còn một đất nước mà khi tôi nói chuyện với một số anh em mà tôi trò chuyện đó, các bạn cho rằng nhà tù là lỗi do một thể chế. No. Tôi nói anh chị bạn, cái thể chế, tại vì khi một cái xã hội mà phát triển tự do như Việt Nam mình đang có hiện nay, thì cái chuyện mà người dân họ lựa chọn cái con đường họ đi, mà khi mà họ vượt lằn ranh giới đỏ, ranh giới pháp luật cho phép, thì họ vướng vào lao lý. Cái đó là chuyện bình thường thôi, chứ cũng không phải là lỗi cơ chế lãnh đạo không tốt tạo ra những cái nhà tù. Tôi nói chị các bạn biết, nó không phải như vậy. Bởi vì nhiều khi tôi nói chị các bạn là những người ở trong nước, về những vấn đề chính trị ở trên mạng này, tôi nói thật mà nói, nhiều khi tôi ngồi tôi thấy nói chuyện được ở mấy diễn đàn của các bạn nói chuyện còn thiếu sót khủng khiếp lắm. Mà khi tôi chim vào, tôi mà tham gia vào là thế nào tôi cũng sẽ bị conflict, bị đụng chạm với các bạn. Bởi vì tính của tôi rất là thẳng thắn. Mà tôi thì kiên cường lắm. Ở trên không gian mạng này tôi rất là kiên cường. Ngay cả tôi về Việt Nam cũng vậy. Ngay cả những cái nhóm tự phát, tụi nó dí tôi, nó chi nã tôi mà tôi còn không sợ. Cho nên tôi cố gắng làm sao để giải thích được các bạn thấy rằng cái mô hình dân xã hội dân sự của Mỹ nó trá hình, mà chính ở Việt Nam mới là thật. Tôi về tôi thấy cái mô hình dân sự Việt Nam được nhà nước tạo cơ hội cho người dân có một cái tổ chức dân sự lề lối bài bản. Các bạn thấy rất là tốt, rất là tốt. Nó không có xảo trá bịp bợm mà mị dân nữa. Còn những cái xã hội của dân sự của tụi Mỹ mà cái tụi chống cộng hay ngoài, các bạn nói ô mấy thằng này là phi chính phủ, phi con khỉ á. Ở bên Mỹ này không có cái gì mà nó phi chính phủ cả. Ngay cả cái dân mà đi làm lao động phổ thông, các bạn đẩy chiếc xe mà đi ra mà đường bán, mà chiếc xe mà gọi là ở Việt Nam dân mà đi bán mà gọi là dĩa hè đồ đó, là nói rằng là những là họ đâu có chính phủ, đâu có quản lý họ đâu, họ nhiều khi chỉ giúp họ làm sao cho họ có cuộc sống ổn định thôi. Nhưng mà ở Mỹ nó có những cái luật của nó. Tôi nói chỉ các bạn, như cái tụi ngô này nè, nó có giấy phép license. Tại khi mà nó gia tha, nó gia nhập, nó có membership, nó có donation, nó có thu được cái tài chánh tiền bạc đó, là nó phải xin cái license, cái tax license, federal tax license. Cho nên nó mới có được cái khả năng viết cho bạn những cái hóa đơn mà các bạn donation, các bạn donation, các bạn đem đó, các bạn người ta cho nó, nhiều khi đem đồ nhà không xài được, hay là xe cổ mà nó hay là chính cái gì đó mà nó cũ mình không còn sử dụng được đó, nó đem vô đây nó cho rồi nó được khai thuế. Tại vì mấy cái tụi này các bạn biết, nó cũng là một cái mô hình gọi là rửa tiền trong này nữa, chứ không phải là giỡn đâu. Mà hàng chính phủ Mỹ nó ưu tiên cho tụi này ghê lắm, chứ là các bạn thấy không, những cái source funding ở dưới này, nó cái những cái source funding đó, nó cũng có cái government trong đó. Mặc dù các bạn đọc các bạn thấy là they're independent from government, nó xảo trá, nó dùng những cái ngôn từ, những cái từ, nhưng mà hàng chính phủ nó đứng phía sau, nó nhòm, nó ngó, tại vì mình có cái giấy phép, cái license. Đó là những cái tổ chức dân sự xảo trá bịp bợm mà các bạn thấy. Các bạn nghĩ rằng mấy cái tụi này nó lừa những người dân trong nước, các bạn thấy không? Những cái người dân họ nghĩ rằng là thật. Ở bên Mỹ tôi là một cái sự tự do, tôi làm gì tôi cũng không cần phải xin phép,
nổ. Tôi nói chỉ các bạn biết, tại tôi nói như tôi hay nói các bạn cũng đã biết, thì tôi là dân làm ăn mà, thành ra tôi đụng chạm với pháp luật Mỹ rất là nhiều. Những cái mô hình xảo trá của tụi nó các bạn biết, nó ghê gớm lắm. Cho nên sở dĩ tại sao tôi đưa ra một số các vấn đề mà mô hình xã hội dân sự để triển khai, để mình học hỏi, mình không bị cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại, hay một số những cái đám dân chủ cũi nó bị gọi là mờ mắt bởi những cái thành phần xuyên tạc chống phá hải ngoại, nó tẩy não đó, thì nó cho rằng những cái xã hội, mô hình xã hội dân sự của Mỹ hay ở nước ngoài vào Việt Nam là hoàn toàn gọi là không có chính phủ, không có cái vấn đề mà bàn tay của chính phủ nó nằm phía sau. Các bạn biết mấy cái tổ chức này nó ghê gớm lắm, nó quyền lực, hàng chính phủ nó nằm sau, nó để ý, nó theo dõi, nó lợi dụng mấy cái này là nó đi xuyên tạc, nó chống phá, nó thọt gậy bánh xe những cái quốc gia khác. Đấy, nó cứ nói là nó làm từ thiện, nó làm không có phải bị dính líu cho chính phủ, nhưng mà nó là tổ sư cha của chính phủ trong đây đó nhá. Phía đằng sau nó là một cái hệ thống chính trị, khi mà nó dùng tới là các bạn biết, nó sẽ dùng cái tụi này, nó sẽ tìm hiểu mấy đường đi nước bước của tụi này, ghê gớm lắm. Các bạn thấy nè, đây tôi tìm ra được chưa? Some Ngô blind heavy on government funding. Các bạn thấy không? Nó lệ thuộc vào cái sự viện trợ, mà đồng cái funding là cái đồng tài chánh đó, từ chính phủ. Các bạn thấy không? Khủng khiếp không? Đấy. Cái budget của nó là những cái tiền của nó đấy, của cái tổ chức này đó, nó nhận của chính phủ, viện trợ của chính phủ, từ những cái chính phủ đứng sau hậu thuẫn cho nó, tới triệu đô và có thể lên tới cả tỷ đô, million or billion dollar. Các bạn thấy khủng khiếp không? Nó ghê lắm, tôi nói chứ các bạn. Nó không phải là mấy cái tổ chức đó, mình nói là nó phi chính phủ, xã hội dân sự của nó, bởi vì mình cần phải triển khai, mình giải thích để cho những người dân ở trong nước, những người khác mà không hiểu được. Cái đất Mỹ này tôi nói, chỉ các bạn nhìn ở bên ngoài, có nhiều người nói thị trường Mỹ là thị trường tư nhân. Yeah, nó tư nhân đó. Nhưng mà các bạn đụng vô đi, license, giấy phép hành nghề và những cái giấy tờ luật pháp nó ràng buộc phía sau đó. Chỉ cần đi chặt đường gầy nó một cái thôi, nó đem luật pháp và nó bức mình một cái là gãy chân liền, quỵ liền. Chứ không phải giỡn đâu. Tôi làm ăn, tôi kinh doanh với tụi Mỹ, tôi biết có những cái nhiều khi mình làm ăn lên tòa xuống tòa với nó, chỉ cần mà mình sơ hở một cái, chứ không phải là giỡn đâu. Chàng ơi, thành ra trên mạng, không gian mạng này, nhiều khi tôi chỉ cố gắng để đặng mà lên vô đây chia sẻ để các bạn là những người ở trong nước, nhất là các bạn là những người trong nước. Tôi nói các bạn không hiểu được vấn đề ngoại giao của nhà nước Việt Nam đâu. Các bạn không thấy được những cái hướng đi và tầm chiến lược của những người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược về cho lo cho đất nước đâu. Các bạn không nhìn thấy. Nhiều khi có một số người lên trên mạng, tôi thấy bữa vào trong diễn đàn của Thơ Quang cũng vậy, cầm lên nói chuyện giống như đọc viễn văn vậy. Ở trên này mình không có đọc viễn văn. Ở viễn văn đó chỉ ở những cái phòng hội nghị, ở những cái nơi mà cao cấp lãnh đạo đồ, người ta đưa ra những cái luật pháp, người ta đọc những cái viễn văn, đưa ra những cái pháp luật hành chánh để cho người dân nắm rõ được cái cơ bản pháp luật. Chứ không phải lên trên Facebook này rồi làm giống như là phải là tuyệt để về vấn đề mà thi hành pháp luật theo cái mà cơ quan trung ương đưa ra là gì, mình phải làm theo đúng cái khuôn khổ vậy. Cái pháp luật nó cần phải uyển chuyển trong cái mô hình xã hội nữa. Rồi bắt đầu khi mà tôi đưa ra những câu chuyện về nước Mỹ hay là những để nhìn thấy cho nó rõ ràng hơn đó, thì lại quay ra bảo tôi là xuyên tạc, rồi dùng những cái từ gọi là số nhiều số ít, rồi những cái chữ mà bắt bẻ đủ thứ đủ kiểu hết. Tôi thấy ớn chì đầu, nhưng mà tôi phải những cái chuyện như vậy để cho tôi mở rộng tầm mắt, mình mới hiểu được
những cái người mà trên mạng này họ đang đấu tranh cái gì và họ đang tìm hiểu như thế nào. Và những người chưa có nắm rõ được những cái mô hình mà phi chính phủ của tụi Mỹ và phương Tây nó rất là xảo trá và bịp bợm. Còn những cái chuyện mà ở những cái cơ quan tối cao hay là những cái cơ quan mà Trung ương Việt Nam người ta làm, ta đưa ra một cái khuôn khổ thì mình biết là như vậy, chứ không phải lên đây cầm microphone rồi giống như là đọc dự viễn văn nó khô khan. Trong chính trị mình phải uyển chuyển, là mình phải làm sao mình đánh bại kẻ thù, mình đánh bại những cái thành phần chống phá xuyên tạc đất nước, chứ không phải là chù dập anh em với nhau, chứ không phải là lên mạng để chù dập. Sở dĩ tôi tham gia vào các diễn đàn khác, lúc trước tôi cũng không thích tham gia vào diễn đàn khác. Khi mình tham gia vào những diễn đàn khác, thường thay bày đàn, cái tật của người Việt của mình thường thay bày đàn, nể dị nể với nhau. Mà khi mà đưa ra cái sai, cái mà sợ để đặng mà giúp nhau, để đặng mà hiểu biết hơn thì không chịu, thì lại tỏ rẻ vẻ ra giống như tôi là một cán bộ hay là tôi là một người của lực lượng nào đó trên không gian mạng này, tôi phải chấp hành đúng theo cái quy trình mà Trung ương đưa ra. No, mình đang làm việc ở trên cái không gian mạng này, nó rất là phức tạp. Các thế lực thù địch, các thế lực phản động nó rất là dã man. Tôi nói nó hơi có một cái, nhiều khi ngay cả nhiều người nói anh Lợi Minh nói vậy nó chụp hình nó sẽ vu khống Lợi Minh thế này, nói go ahead, tôi chấp luôn á chàng ơi, tôi chấp luôn. Mấy cái chuyện đó là ở trên mạng này tôi bị hoài. Hồi lúc trước có nhiều người, khi mà tôi có những cái mà gọi là xích mích với là các nhóm tự phát vậy, ôi Lợi Minh, anh Lợi Minh đừng có nói cái này, Lợi Minh đừng có nói kia, nói nọ, người ta sẽ chụp mũ, người ta sẽ lấy cái câu go ahead. Không có gì mình phải lo sợ, tại vì tôi đấu tranh là để đem lại cái lợi ích cho xã hội, cho đất nước hiện nay, chứ không phải lên rồi theo cái khuôn khổ của pháp luật mình nói làm sao theo cái văn bản ở trên là mình nói xuống cái gì. Mang cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lèn lách, nó bé bên này, nó que bên kia, nó như con rắn vậy, nó quẹo bên này bên kia, mình phải cẩn thận. Bởi vì tại sao tôi nói chính trị nó rất là thủ đoạn, mình muốn đánh bại được cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước, mình phải nắm được những cái cơ sở. Các bạn thấy không? Chứ không phải ô Lợi Minh nói cái này nha, nói cái kia nha, là nó sẽ chụp nha, không có đúng nha, Lợi Minh là Việt Kiều nha, ở bên Mỹ nha. là không, đừng có đem cái của Mỹ vào Việt Nam. Chàng ơi, thằng Mỹ nó chẳng có cái gì mà phải đem vào Việt Nam cả, mà nó chẳng có cái văn hóa. Có nhiều người văn hóa Mỹ, tôi hỏi anh có biết văn hóa Mỹ, văn hóa gì không? Không biết. Tại sao thằng Mỹ nó làm gì có văn hóa? Nó không có văn hóa. Mỹ nó là một cái tạp chủng quốc. Tôi nói cái chữ tạp chủng quốc, cái này là tôi méo mó, tôi kích thời, phải không? Nó là cái thằng tạp chủng quốc, dân của nó tư sư hết trơn à. Nó không có văn hóa, nó không có văn bác cái con mẹ gì hết. Nó là một cái dân mà gọi là tạp nhạp. Muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì bước ra ngoài kia, muốn ăn đồ ăn Mỹ bước qua chỗ nọ, muốn ăn đồ ăn Ý thì bước lên trên kia, còn muốn ăn đồ ăn Mỹ thì bước xuống dưới nọ. Rồi muốn ăn đồ ăn của Nam Hàn hay là Thái Lan hay là Ấn Độ chứ ra đó mà ăn. Như vậy thôi, ok. Thì hôm nay mình muốn triển khai thêm cái vấn đề mà xã hội dân chủ, ở xã hội dân sự. Đừng có lo sợ khi thằng Lợi Minh này nó đặt cái lợi ích của quê hương nó lên trên. Tôi chưa bao giờ bán rẻ cái lương tâm, cái tổ quốc của tôi cho ai cả. Mấy chục năm nay lập trường của tôi trước sau như một. Bởi vì tôi thích lên trên không gian mạng này, tôi chiến đấu một cách độc lập. Nhiều khi vào trong những cái diễn đàn của anh em, tại nhiều khi tôi thấy một số anh em chia sẻ Nó lệch lạc. Tôi vào tôi góp, tôi muốn góp tiếng nói vào. Nhưng nhiều khi góp tiếng nói một cách quá mạnh mẽ thì bị các anh em quay lại chụp mũ tôi là xuyên tạc. Rồi nào là những câu nói của Lợi Minh sẽ bị đem ra, sẽ bị gọi là chụp mũ. Go ahead.
tôi về Việt Nam mà tôi còn bị truy nã, tôi đòi bẻ cổ bẻ chân rồi còn đòi đập tôi, còn đưa tôi ra tới Bộ Ngoại giao là cấm tôi không được về Việt Nam rồi. Ngay cả mấy ông tá rồi còn lên trên mạng, trên Facebook, ở trên YouTube bây giờ vẫn còn Lợi Minh rồi thế này nọ, là tên gọi là tội đồ tội đồ của dân tộc, đồ ghê gớm lắm. À tôi cũng đi về về, mình làm việc phải việc đúng thôi. Thành ra tôi trên này, hôm bữa mà tôi vào diễn đàn của Quan Thơ tôi bị tấn công á, tôi vừa vui mà cũng vừa buồn, tại vì nó làm cho tôi mở ra được cái tư duy, làm cho tôi có được những cái điều đề tài hay hơn. Như hôm nay tôi thấy một số các bạn viết về những cái tổ chức phi chính phủ mà mô hình dân sự của tụi chống cộng nó đi vào Việt Nam, cho nên tôi muốn triển khai để các bạn thấy Mỹ này không có một cái gì gọi là phi chính phủ cả. Nó để non-profit government hay gì đó, hay là non-profit hay gì đó, hay là non-government organization hay gì đó, nó chỉ Mỹ dân và xảo trá. Phía sau đó nó phải có giấy phép thành nghề, nó có giấy phép thực thi, giấy phép gì, cái license á, là một cái giấy phép như cái ở Việt Nam gọi là cái môn bài đó. Cho nó chị bà, khi mà anh đụng vô membership, khi mà anh đụng vô private donation, khi mà anh đụng vô những cái chuyện sale of good and service grant, và những cái các bạn thấy dưới đâu, heavily government funding, các bạn thấy không, có hàng chính phủ nó đứng đằng sau, nó bảo kê. Yeah, ai ơi, thấy nó toàn là xạo mà nó bảo kê đằng sau. Cho nên mấy thằng chống cộng ở ngoài, cái đám mà của chế độ cũ, nó mỹ dân, nó dùng đó, nó nói là nó đem vô Việt Nam, nó Việt Nam phải có mô hình dân sự, xã hội dân sự, là không có cần chính phủ, là người dân tự nói lại tiếng nói của mình. No way, never có chuyện đó. Tôi nói gì các bạn biết, càng tìm hiểu về những cái mô hình, cái những cái xã hội dân sự của Mỹ mà mấy đám chống cộng nó đang xuyên tạc, nó đang đem vào Việt Nam, tôi nói chuyện, chỉ có những người không biết, không hiểu về cái những cái ngôn ngữ và nguồn gốc của nó trong vấn đề Anh ngữ của nó, mà các bạn mới bị lừa thôi. Tôi nói chuyện các bạn thấy, tôi chỉ cho các bạn, tôi nói là tôi có những cái bằng chứng, tôi nói là tôi dùng những cái gì nó thật, chứ không phải lên này tôi chí chó. Các bạn thấy, chào anh Cầm, chào ai, chào cả chị các bạn trong diễn đàn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Có những người kiều bào ở ngoài, người ta có tấm lòng với quê hương, mặc dù người ta ở với đồ cũ, nhưng người ta tấm lòng, các bạn cũng phải nương tay cho họ. Và có những người không phải ai đi đến Mỹ là người ta là gì. Mình xin lỗi anh chị các bạn nha, mình có điện thoại rồi. Thôi mình tạm ngừng.